Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm món bánh mì chiên tôm cùng với hai mẹ con mình nha. Và đây là nguyên liệu nè. Để làm cho món bánh mì chiên tôm thì mình gồm có ở đây mình có mớ tôm nè, tôm thẻ. Tùy theo các bạn thích ăn nhiều hay ít thì các bạn có thể thêm hay giảm lượng tôm lại. Đây mình có 3 ổ bánh mì nè nha. Gạo để ăn kèm. Và một ít nước lọc. Một quả trứng gà. Và bột chiên giòn. Mình cho trứng gà vào mình chiên để cho cái bánh của mình nó giòn và nó ngon hơn, giòn lâu hơn. Và dầu ăn để chiên. Mình mua bánh mì đặc ruột nè, mình chiên nó ngon. Rồi, bột của mình như vậy là được rồi nha. Chảo dầu mình đã sôi rồi nè, bây giờ mình sắp tôm lên. Giờ mình gửi bột mình chiên nha. Thank you.
Bánh mình nó vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Giờ mình gấp ra. Mời các bạn cùng ăn nha. Để cho nó gáo dầu chút. Rồi, bây giờ mình chiên xong cái dĩa bánh mì chiên tôm rồi nè. Mẹ con mình. Mời các bạn cùng ăn chung với hai mẹ con mình nha. Ngon lắm các bạn. Con tôm nó giòn. Bánh mì thì chiên lên nó giòn và nó thơm lắm. Cho bột vào trứng gà chiên nó ngon lắm. Bánh này bạn nào không có nhiều thời gian thì vẫn làm được. Bánh này mình làm thời gian trong vòng 15 phút là mình đã chuẩn bị sẵn tôm và bột xong hết luôn, rất là nhanh. Đang đói bụng ăn bánh này ngon quá. Buổi chiều hai mẹ con không ăn cơm mà ăn bánh này no luôn. Cuối video mình xin chào tạm biệt các bạn nha.